Dạ vâng, cả nông cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đắk Bút So, huyện Tuyên Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vừa sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì cửa hàng chúng em vừa mới dọn rửa cũng như là rửa lại một chiếc những chiếc máy cưa đó mới nhập về các bác nhé, và dọn rửa một lô máy. Hôm nay là có tổng cộng gồm 5 cây cưa khai thác các bác nhé. Rất là nhiều có mặt hàng khai thác này, như Estin 026AV cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Tình trạng như thiếu thùng đúng không các bác? Một chiếc máy cưa 026 tiếp này. Một con 024AV Super. Máy cưa Estin 241 và cuối cùng là 028AV. Hôm nay là lô này là lô cưa khai thác này. Đó, cho các bác nào mà cần tìm một chiếc máy cưa khai thác chuyên nghiệp. 5 con này tổng cộng của nó lốc đều là lốc nhôm cả các bác nhé. Lốc nhôm, lốc kim loại. Cho các bác chịu lực rất là tốt đúng không các bác? Đấy, con đầu tiên. Hôm nay cửa hàng chúng em gồm có này, con đầu tiên là một con Estin 026AV siêu tầm cực kỳ đẹp các bác nhá. Nhìn cây lam của nó này các bác ơi. Estin xích thì còn to bản nguyên, làm thì quá đẹp, mặt tiền thì không chê điểm gì rồi các bác nhá. Đó, con đầu tiên, con này thì đời cao, có xả áp cho các bác luôn này. Đấy, cho các bác nào mà cần thì một chiếc máy cưa hệ khai thác có nhu cầu chất lượng. Đấy, nắm giật nguyên zin của nó các bác nhá. Con này thì công suất của nó là gần 50cc, gần 50cc, 49cc các bác ạ. Đây, mặt tiền của nó đây, con này là siêu tầm cực kỳ đẹp. Ốc lam, hai ốc lam. Lam của nó 50, mặt cắt của nó được 45 các bác nhá. Nguyên zin luôn hệ các bác. Đó. Hàng chiếc máy cưa hàng bãi của Đức. Nguyên zin nguyên bản 100%. Đây, nó còn cả tem mác thông số Nhật Bản đây. Hàng này là hàng bãi Nhật nhập về các bác nhá. Và giá hiện tại đây, cửa hàng chúng em báo giá luôn trên video. Con này nó là dòng sưu tầm nên giá của nó là 7.500.000 các bác nhé. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Đó, tiếp theo là con thứ hai là một con Estin 026. Con này thì công suất nó cũng bằng con này thôi, nhưng mà con này là hệ AV, con này thì hệ thường, không có xả áp trên này các bác nhé, không có xả áp. Đấy, nhưng mà con này thì nó là hệ đời đầu nên là nó thuộc cái dạng là dòng về kiểu thiên về châu Âu ấy, nên là con này thì nó có luôn cái các bác nhá, sưởi ấm tay cầm này. Đấy, sưởi ấm tay cầm. Đấy các bác, là vào như thời tiết ngoài Bắc thì có lẽ là vào mùa đông rất là lạnh đúng không ạ? Đây nó có cái chức năng là bật sưởi ấm tay cầm các bác nhá. Đó, nó làm sưởi cái ấm tay cầm này thì nó không có sử dụng rất là thích, hệ đời đầu luôn các bác nhá. Đấy, hiếm hiếm, rất là hiếm mới có được những cây như thế này thôi. Làm thì cực đẹp, làm con này là 55 phân, mặt cắt được 50 các bác nhá. Mắt xích còn to bản nguyên thì có. Cực VIP, làm cũng qua chất lượng, hai con 026. Con này thì cửa hàng bán với giá là 6.800.000. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện các bác nhá. Tiếp theo là con thứ hai là một con Estin 024AV Super. Con này là đời nâng cấp của dòng 024AV các bác nhá. Con này thì công suất lớn hơn của dòng 024 hoặc 024AV luôn. 024 hoặc 024AV là công suất của nó là 42cc, còn con này là công suất của nó là 44, gần 45cc các bác nhá. 44, mấy cc ạ. Ốc lam cực kỳ đẹp, hai ốc lam các bác nhá. Cực kỳ chắc chắn. Đấy. Nguyên zin nguyên bản. Nóng hơi cứng cáp các bác nhá. Bao cho các bác là 5 con này của nó là con nào cũng cực kỳ chất lượng luôn. Nóng hơi thì cực kỳ VIP. Đó, con 024AV Super này, cửa hàng bán với giá là 5.600.000. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Đó, một chiếc máy cưa Estin 024AV Super cũng cực kỳ đẹp và chất lượng luôn các bác. Ốp làm quá đẹp. Làm xích của nó đây các bác nhá. Nguyên zin nguyên bản. Làm thì chưa hề có biểu hiện tòe đầu hay lắm mọc méo gì cả. Sử dụng còn ngon lành nguyên các bác nhá, chỉ có phần nước sơn nó đã bị chóc rồi thôi. Đó.
Con này thì hệ 024AV Super. Và tiếp theo là một con Actin 241. Con này thì đời cao các bác nhá, sản xuất từ 2015 này các bác. 42,6cc. Đó, tất cả thông số đây. 4,7kg cho đầu máy không các bác nhá. Đấy, sản xuất năm 2015, con này thì đời cao hơn đời 024. Đó. Đời 241 công suất nó thì cũng ngang ngang với con 024 các bác nhá. 024 với 250 đấy ạ. Nhưng mà con này thì nó là tích hợp của nó là lốc bằng kim loại, chịu lực rất là tốt. Thì phần này nó bị nứt nứt một tí xíu, nó phần vỏ thì nó không ảnh hưởng đến máy cả. Con này thì có xả áp luôn cho các bác nhá. Có xả áp luôn. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Linh kiện con này nổ cũng cực kỳ chất lượng rồi các bác. Con này thì nó theo máy nó là được tích hợp nguyên là bánh xe các bác nhá. À quên. Nguyên làm Latin. À, chúng em xin lỗi các quý khách hàng các nhá. Làm Latin các bác nhá. Làm quá đẹp đúng không các bác? Đấy. Mặt tiền thì sáng bóng luôn các bác ơi. Đó. Và giá hiện tại thì con này thì cửa hàng bán với giá là 5 triệu đồng các bác nhá. Và cuối cùng là một con Actin 028AV. Con này thì nó cũng được tích hợp làm Latin này. Đấy. Công suất của con này thì ngang với lại con 024AV Super các bác nhá. Ngang với 024AV Super. Công suất của nó là gần 45cc. Hệ đời 028AV. Đó. Máy móc cũng cực kỳ chất lượng. Đó, con này là dòng bãi Đức nguyên zin nguyên bản đó. Giá 5 triệu đồng hệ cơ khai thác. Đó, và tất cả 5 con này linh kiện trên thị trường bây giờ đang rất là nhiều các bác nhá, nên là các bác hoàn toàn yên tâm khi đặt hàng về sử dụng. Đôi khi các bác đang lăn tăn bảo là đặt hàng rồi, sử dụng rồi thì đến nữa linh kiện thì sửa chữa nó như thế nào, có khó khăn hay là không có đồ không, thì hiện tại dòng này thuộc là những dòng máy cưa hàng hệ, nên là linh kiện sửa chữa cũng như là phụ tùng thay thế của nó rất là nhiều các bác nhé. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Đó, và tổng cộng là cửa hàng báo giá lại các bác nhé. 7 triệu rưỡi, 6 triệu 8, 5 triệu 6, đó, 5 triệu đồng. Và con này là giá 5 triệu đồng các bác nhé. Hai con 5 Latin giá 5 triệu đồng. Đấy. Các bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ cho cửa hàng chúng em các bác nhé. Số điện thoại thì cửa hàng đã để trên màn hình rồi. Các bác chỉ cần liên hệ cho cửa hàng chúng em. Nếu các bác muốn đặt hàng con nào thì hãy nói rõ tên. Đây là 028AV Super các bác. À quên, 028AV. Con này là 241. Con này là 024AV Super. Con này là Actin 026. Con này là Actin 026AV các bác nhé. Đấy. Nên là lô này thì cửa hàng chúng em vừa mới dọn rửa xong, nên là nó còn đôi khi nó còn hơi ướt, chưa dám giật test nổ trực tiếp trên video các bác nhá, sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến máy. Đó, thời tiết thì giờ nó cũng đang lác đác lại còn mưa nữa. Đấy, nên là các bác nào mà muốn nhu cầu mà muốn test nổ em thì cửa hàng chúng em, các bác kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em. Cửa hàng chúng em sẽ gửi video test nổ riêng các bác nhá, video từng con một. Nói chung là cam kết cho các bác là máy móc thì các bác nào mà đã theo dõi kênh của hàng chúng em lâu dài rồi đấy ạ thì biết. Nói chung là máy móc cửa hàng chúng em thì cam kết cho các bác con nào cũng bao zin nguyên bản, tại vì cửa hàng chúng em là chuyên là đi săn đi lựa, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Cửa hàng chúng em thì không bán những dòng mà solo, nên là chỉ bán những dòng tuyển lựa thôi. Máy móc con nào cũng cực kỳ đẹp và chất lượng đúng không các bác? Các bác nào mà đã có sử dụng cơ hội sử dụng cửa hàng chúng em rồi thì các bác cũng biết rồi đúng không ạ? Máy móc thì cam kết cho các bác là nòng hơi thì cứng cáp nguyên. Nói nguyên zin nguyên bản. Đây, cửa hàng chúng em giật hơi từng con một cho các bác xem qua nhé. À. Đó. Cực kỳ chắc chắn. Con này đây này. À, chúng em xin phép. Cực kỳ chắc nhé. Hơi thì các bác không cần phải lăn tăn. Còn nào cũng cực kỳ chất lượng luôn. Cực kỳ chắc nha. Tại vì cửa hàng chúng em thì chuyên đi săn mà.
nên là linh kiện thì con nào cũng không phải lan tan gì cả. Cửa hàng chúng em đã cho kiểm tra hơi hám hết rồi, đẹp thì cửa hàng chúng em mới nhập về. Đấy, đây là cửa hàng chúng em chỉ giật thử hơi để cho các bác có thể yên tâm thôi các bác nhé. Còn các bác nào muốn test nổ thì kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em. Đó, cửa hàng chúng em sẽ quay video test nổ cho các bác. Tại vì cái này thì cửa hàng chúng em vừa mới dọn rửa xong mà chưa có kịp test nổ lại. Nhưng mà để mà test nổ lại để lên video cho các bác thì nó lại không kịp thời gian mất. Nên là các bác thông cảm cho cửa hàng chúng em các bác nhé. Còn linh kiện thì cam kết cho các bác bao zin nguyên bản 100%. Nóng hơi chưa bung chạm máy móc, linh kiện thay thế đến nữa để sửa chữa thay thế cũng rất là dễ dàng, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy, có báo giá hết rồi các bác nha. Các bác vui lòng tua kỹ video xem đi xem lại, ưng ý con nào thì liên hệ cho cửa hàng chúng em. Đây, cửa hàng chúng em quay lại một lần nữa nhá. Làm xích từng con một. Đó, ba con đầu là con, ba con đầu là lam bánh xe các bác nhá. hai con cuối là lam Latin. Đó. Ba con này, một này, con số 1, con số 3, con số 4, con số 5. Là lam là 50, mặt cắt là 45 các bác nhá. Riêng con 026 này, con số 2 là mặt lam 55, mặt cắt được 50. Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên. Rồi, kết thúc video ngày hôm nay thì các bác nào mà muốn ưng ý thì liên hệ cho cửa hàng chúng em. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.